Tục với phần cuối cùng của bài 15 liên quan việc cân bằng tải của GNN dữ liệu lớn. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng gọi kiến trúc GNN đơn giản hóa, simplifying GNN architecture. Thì chúng ta bắt đầu với cái mạng nơi nó tích chập GCN. Ở đây chúng ta đơn giản hóa thằng GCN thông qua việc bỏ đi cái hàm kích hoạt phi tuyến từ GCN. Cái này nó hơi giống một chút với cái hàm Lagrangian, nhưng Lagrangian thì họ bỏ cả hàm tích chập, bỏ cả cái việc tính toán cái đặc trưng lẫn cả cái thằng hàm kích hoạt này, nhưng thằng simple nó chỉ bỏ mỗi là cái phần hàm kích hoạt thôi. Thì ở đây cái simple GCN này thì nó cho thấy rằng là hiệu năng của nó cũng không ảnh hưởng bao nhiêu nếu so với mức giảm cái độ tải lệ đơn giản hơn nhiều, và nó cũng khá ổn định với các thiết kế mô hình. Việc cái chiến lược đơn giản hóa này tương tự với sử dụng GCN cho hệ đề xuất, và đã có cái ma trận kè A và ma trận bậc D. Thì ta có cái chuẩn hóa ma trận, đã được chuẩn hóa cái ma trận kề bằng a mũ a ngã thì bằng là như bên trái này, d 1/2 âm 1/2 ad này. Thì ta có cái EK là cái ma trận nhúng tại tầng thứ K. Ta để E là đầu ma trận đầu vào của ma trận đầu vào. Chúng ta sẽ lan truyền ngược cái thằng E. Và GCN hàm tính toán của nó trong ma trận nó dựa vào như này, EK cộng 1 bằng RLU của cái tích này. Có ma trận nhúng E thì mỗi đỉnh của nó là một hàng trong cái thằng E này. Đấy, nhúng của mình ở trong ngoài. Thế thì ta sẽ nếu ta thay bỏ cái RLU đi. Thì có EK bằng như thế này, với V kép bằng với không với K chỉ một tùy, và cái này sẽ diffuse tức là nó sẽ làm mở phát tán cái nhúng của ma trận dọc theo đồ thị. Thế thì ta cần một cái thuật toán phù hợp để thu được cái a mũ a ngã lần thứ k đến e. Bắt đầu từ cái nhúng đầu tiên, ta áp dụng rằng e này bằng a ngã này với k lần trọng số, và trọng số có thể bỏ qua. Thì cái mã trọng số đóng vai trò như là bộ phân loại tuyến tính ở trên các diffuse node nhúng của AKE. Thì cái simple là cái GCN đơn giản này sẽ thêm một cái shell loop tự lập với cái ma trận kề A có A bằng A cộng I. Cái này là theo cái Keep Welding nhé. Thế thì cái simple GCN này giả dụ rằng lập giả thiết rằng là cái nốt đầu vào những cái bản nhúng đầu vào E sẽ được coi như là các cái đặc trưng của cái đỉnh đó. Cái phần nhúng này, cái ma trận E nhúng ấy là cố định. Cố định chứ không có được huấn luyện theo thời kỳ. Và điều quan trọng nhất ở đây đó là cái A ngã ở tầng K như E cần phải tính chỉ rất mần thôi. Và cái việc mà tính toán này coi như là bước tiền xử lý. Ta có E ngã bằng AK là tiền xử lý ma trận đặc trưng. Với mỗi dòng thì lưu trữ một cái đặc trưng giá tiền xử lý của mỗi đỉnh. Mỗi dòng đây, nhiều cái giá trị đây. Đây. Và E ngã là có thể sử dụng như đầu vào của bất kỳ cái mô hình học máy nào, như mô hình tuyến tính, mô hình Bayesian đa tầng vậy. Thì một cái simple GCN đã thực tế chứng minh rằng là quá trình huấn luyện một cái mô hình tuyến tính ở trên E ngã thì có đưa ra kết quả năng suất tốt hơn, cao hơn so với trực tiếp trên GCN. Bây giờ ta so sánh cái để lấy mẫu lân cận và của lân cận và lấy của cụm của GCN. Thế thì ta thấy rằng là hàng hàng simple GCN thì nó hiệu quả hơn. Simple GCN thì đơn giản tính toán E ngã ở một lần duy nhất ở bước đầu tiên, và cái quá trình tiền xử lý cái không gian, gọi là không gian vector,
thì tích rồi, thì tích là nó e bằng a ngã e ngã, được tiến hành rất là hiệu quả cho CPU một lần thôi. Một khi ta thu được e ngã rồi thì ta sẽ lấy được cái giá trị nhúng của các đỉnh V bằng thế lực, ta chỉ cần nhìn theo dòng, dọc có dòng cái dòng nào dòng thứ y thì lấy một cái vector thứ y thôi, đơn giản như vậy. Chúng không không cần phải xây dựng cái đồ thị tính toán hoặc là lấy mẫu của các hai trận. À, nhưng vấn đề là đặt ra đây là cái mô hình này lại thiếu tính biểu diễn, thiếu điểm nào. Ta so sánh với một cái mô hình GCN gốc thì cái khả năng biểu diễn của thằng SuperGN thì hạn chế hơn, bởi vì thiếu cái hàm kích hoạt phi tuyến, hàm phi tuyến trong việc sinh ra các cái vector nhúng của đỉnh. Cái nữa là cái này thì trong cái gọi là cái những cái việc phân loại đỉnh theo là bán kiểm soát ấy, thì GN lại làm việc tương đối tốt, thật bằng công suất nó bằng cái thằng GCN của cũ, mà lại mặc dù nó làm kém, làm tốt bằng, nhưng mà cái tính biểu đạt diễn ra kết quả cùng lại kém hơn. Chứ tại sao? Do là gì? Ở đây thì rất nhiều các cái bài toán gọi là graph homomorphy, tức là những bài toán sử dụng cái cấu trúc homomorphy, là các ví dụ là các đỉnh kết nối với các cạnh có xu hướng chia sẻ cùng một cái nhãn, tức là kiểu như là cái homomorphy kiểu ý này, tức là có đồng cái quan điểm với nhau ấy. Tức là như là mình có đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, thì đỉnh A, đỉnh B hai người cùng thích xem phim Hàn Quốc chẳng hạn, thì họ kết nối với nhau, đấy là homomorphy. Kết nối giữa người này người kia cùng thích xem phim Hàn Quốc rồi cùng anh ra đông lạnh hạn, tức là chia ra hai người này đại khái bây giờ khoảng 35-40 rồi, vậy xem phim tình yêu đông thì càng đồ cổ hơn nữa, kiểu thế. Đấy là cái homomorphy của họ. Thì ở đây ví dụ như là các cái nhóm bài báo phân nhóm bài báo ấy, trong cái mạng mà đề xuất thì mạng mà trích dẫn bài báo ấy, thì hai bài báo có xu hướng chia sẻ cùng một cái nhóm nếu một cái bài báo này chuyển từ bài báo kia, hoặc là liên quan đến bài toán liên quan đến là đề xuất phim ấy, thì cho những người dùng trong mạng xã hội hai người dùng có xu hướng thích xem cùng bộ phim nếu họ là bạn với nhau ở trong mạng xã hội, kiểu kiểu vậy. Thế thì vậy thì khi nào cái thằng simple cái gen đơn giản làm việc gì? Thì nhắc lại rằng là cái quá trình mà tiền xử lý của cái GCN đơn giản ta tiến hành là e bằng a ngã e cho k lần. E là cái giá trị ma trận đặc trưng của đỉnh bằng x, và cái đặc trưng tiền xử lý này được thu bởi cũng quá trình lập trung bình của các cái nhúng lân cận của nó. Kết quả của ta đó là gì? Đây có là trung bình là cứ đổ ngoài vào, đổ ngoài vào. Và kết quả là cái đỉnh mà kết nối bởi các cạnh có xu hướng tương tự sẽ được tiền xử lý nhau, có kết nối là hãy ghép như vào như thế vậy thôi. Vậy thì ở đây là gì? Các mô hình sử dụng cái đỉnh mà đặc trưng của đỉnh tiền xử lý sẽ được dùng để gọi là dự báo, và các đỉnh kết nối với các cạnh có xu hướng đôi đỉnh nối với các cạnh ấy thì có xu hướng là sẽ tương tự nhau trong quá trình tiền xử lý. Vậy suy ra thì suy ra điều là các đỉnh kết nối với nhau bởi cạnh có xu hướng được dự báo là cùng một nhãn bởi mô hình. Vậy là cái A với B, suy ra A và B là có liên hệ với nhau thì cùng một cái nhãn đó. Rồi cái việc mà giá trị mà dự báo bởi cái simple GCN này thì được sắp xếp khá tốt với cái graph homomorphy, tức là cái đồ thị mà tương đồng trong bài, rất là nhiều bài toán liên quan đến phân loại nhóm đỉnh, loại đỉnh trong bài thị cơ bản đây là chữ homomorphy, tức là các đỉnh tương đồng. Chứ nếu mà cạnh mà nối giữa hai đỉnh mà không hề tương đồng gì cả thì đó là bài toán hoàn toàn ngược lại. Ở đây cái simplified GCN đã xóa cái hàm kỹ thuật tính trong GCN và giảm
quy trình đơn giản hóa tiền phí đơn giản của một đặc trưng đỉnh giảm đi. Và khi cái việc mà cái giá trị đặc trưng tiền sử dụng thu được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là áp dụng chuẩn hiệu gọi là tối ưu hóa ở trên những cái nhóm dữ liệu theo hướng là stochastic data giảm ngẫu nhiên thì đó. Cái simplified GCN là rất là tốt trong bài toán phân loại đỉnh. Các đặc trưng thì tiền xử lý cũng với những đồ thị tương đồng trong thế thực cũng khá tốt. Nếu dự báo khá tốt, chú ý đồ thị tương đồng rất quan trọng này. Còn không tương đồng thì lại khác hoàn toàn. Cái này nói trong bài paper của bài trước rồi.